Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật an lành. Xuân vẫn còn trong vườn mình đây các bạn. Hôm nay là thứ sáu, ngày 24 của tháng 2 năm 2023. Đây, Xuân vẫn còn trong vườn của mình đây. Đẹp lắm các bạn ạ. Qua clip này mình chia sẻ với các bạn, đây là cây hoa nên trồng. Vì lành không chết, đông đá không chết nha các bạn. Mà hoa rất là đẹp, nở trước Tết khoảng một tháng rưỡi là có hoa rồi. Và hoa kéo dài cho tới là mấy tháng sau lần các bạn. Đó, hôm nay tháng 2 mà vẫn còn hoa đây các bạn. Đẹp lắm luôn. Mình có được mấy cây là sau vườn nữa các bạn. Đây là trước nhà của mình. Đây một cây nữa các bạn này. Dễ thương lắm các bạn ơi. Cũng mấy cái cây hoa này là mình trồng cũng trên 20 năm rồi các bạn nhé. Đây, toàn cổ lộ sĩ thôi, vườn mình á, toàn cổ lộ sĩ à. Đây, những cây hoa vườn mình là trên 20 năm rồi đây các bạn. Thôi, chúc các bạn một ngày thật là an lành. Mình bye nha. Bye.